sau đây mời vả nhà cùng nghe mẩu chuyện ông Đình Tây bà truyền thuyết ông năm trèo Đình Tây tên thật là Bùi Văn Tây, sinh năm 1826 mất 1914, là một trong những cao đồ của Phật thầy Tây An, gọi tắt là Phật thầy, là một trong số ít người có công khai phá Sơn Lâm, lập nên hai làng Hưng Thái và Xuân Sơn, sau này hợp thành xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, và là người gắn liền với truyền thuyết về một con số năm chân có tên ông Năm Trèo. Không biết cha mẹ Đình Tây là ai và quê quán ở đâu, nhưng theo nghiên cứu của Nguyễn Văn Hầu thì xưa kia ông có một người chú ruột ở tại Năng Gù. Như vậy, thuyết quê ông ở Năng Gù có phần đúng hơn thuyết ở Nhân Hòa, cả hai nơi đều thuộc tỉnh Châu Đốc, nay thuộc tỉnh An Giang. Vì theo ở làm con nuôi cho người bác là ông Tăng Chủ Tước Bùi Thiền Sư, và được ông này giao cho coi sóc ngôi đình Xuân Sơn, nay là đình Thái Sơn, cho nên người đời quen gọi là ông Đình chứ không phải chữ lót là đình, hay ông giữ chức hương đình vào buổi ấy. Ông có hai đời vợ, bà trước không biết tên, sinh được có một trai tên là Bùi Văn Vẹt ở Năng Gù và đã chết. Khi vợ trước mất, ông cưới bà sau tên là Trần Thị của sinh năm 1841 mất 1907 ở làng Thới Sơn. Bà sau sanh hạ được một trai, ba gái, trưởng là Bùi Văn Sửu, rồi đến Bùi Thị Lý, Bùi Thị Cơ, Bùi Thị Nhẫn. Ông dáng người mạnh mẽ, không cao lắm, có bề ngang, gương mặt tròn mà trắng, lúc tuổi già thì râu tốt, mặt trổ đồi mồi và lưng hơi còm. Hồi nhỏ ông có học chữ nho, lớn lên thì chuyên nghề ruộng giấy. Thích ăn trầu, tánh ôn hòa nhưng quả cảm, không ưa những điều tà vảy. Ông quy y với Phật thầy vào năm nào không rõ, nhưng người ta thấy ông cùng với Tăng Chủ và Phạm Văn Lăng đã đến ở trại ruộng Thái Sơn do Phật thầy thành lập ngay từ buổi đầu. Ông Đình Tây có tướng mạo cao lớn, khi già thì lưng còm và mình mẩy trổ đồi mồi, đặc biệt, cách chữa trị của ông thật lạ, bất cứ ai đau bệnh gì ông chỉ dùng miệng sành cắt cho thì hết bệnh. Nên trước nhà ông hồi đó có một đống miệng ngùn ngụn lối chừng 4-50 giả lúa. Ông nổi tiếng võ thuật cao, sức mạnh không ai sánh kịp, lại có lòng yêu nước, có nhiều đóng góp trong việc vận động quần chúng trong quân xâm lược Pháp. Khi ông mất, đồng đạo và đồng bào đều thương khóc. Hiện nay người đến viếng đình Thái Sơn, nơi ông hành đạo nay thuộc xã Thái Sơn, huyện Tịnh Biên, An Giang, sẽ thấy phía trước đình có một ao nước rộng chứa nước sinh hoạt cho cả vùng. Chính tại ao này khi xưa là nơi Đình Tây lén thả nuôi con sấu dữ. Cách đình khoảng vài trăm mét là mộ ông bà Đình Tây, mộ không đắp nấm, và nơi thờ những báu vật, sẽ kể ngay sau đây. Tục truyền, một hôm Đức Phật Thầy Tây An, Đoàn Minh Huyên, sai ông Đình Tây xuống vùng Láng Ninh, nay thuộc huyện Châu Thành và huyện Châu Phú, An Giang, giúp đỡ đẻ cho một sản phụ vì người chồng tên Sinh, đi bắt rùa rắn chưa về. Khi người chồng về, biết ông Đình giúp đỡ gia đình mình như vậy, bèn tặng ông một con sấu nhỏ rất kỳ lạ. Con sấu có năm chân, mũi đỏ, da láng chứ không sần sùi như sấu thường. Khi ông Đình Tây mang con sấu về, Phật thầy xem qua, bảo là con, nghiệt xúc, nên trừ đi. Nhưng vì thương con sấu, ông bèn giấu thầy, đem về trại ruộng Xuân Sơn xích chân nó lại và nuôi. Được 3 năm, con sấu trở nên to lớn, và sau một đêm mưa to gió lớn, con sấu bỏ đi mất. Khi Đình Tây lại trại ruộng thì mới biết nó cắn đứt chân bị xích để trốn. Quá lo buồn vì không biết hậu họa như thế nào, ông Đình Tây bèn thưa chuyện với Phật Thầy. Phật Thầy bèn cho người rèn một lưới câu, một lưới mun và hai cây lao có lưỡi nhọn dài chừng 5 tấc, rồi giao 4 vật bằng sắt này và một sợi dây tơ cho Đình Tây cất giữ, phòng con, nhiệt xúc, xuất hiện gieo tải họa cho dân lành. Sau khi Phật Thầy đã viên tịch, lần ấy, gặp lúc mùa nước lên, ông Năm Trèo tức con sấu năm chân trườn lên vùng Láng Ninh phá xóm phá làng. Khi gặp ông Năm Trèo, người dân hay hô to, bớ ông Năm Trèo, ông Đình tức Đình Tây tới, thì lập tức sấu trốn mất tăm. Sau này, sấu lại liên tiếp lên bờ giết hại người dân, người ta liền đi mời ông Đình Tây đến, thì sấu năm chân lại nhanh chóng biến mất. Rồi kịp khi ông ra về, thì ít ngày sau nó lại xuất hiện. 3 lần cút bắt, như vậy, ông nguyện rằng, nếu phần số mi phải lọt vào tay ta hôm nay thì mi cũng nên tuân theo số trời, để cho ta làm tròn phần sự mà Đức Phật Thầy đã giao phó, còn như mi chưa tới số, thì mi cũng đừng nên trở lại phá khuấy dân chúng nữa. Từ đó về sau, ông Năm Trèo, không còn xuất hiện. Tuy vậy, ở vùng sông nước Vàm Nao,
Láng Linh, những dân thương hồ và dân trải lưới thời bấy giờ đều ngán sợ có ngày, ông sẽ trở lại, nhận chìm xuồng ghe rồi hãm hại người. Tương truyền khi quân Pháp càn bố binh ra nghị của Đức Cố Quản Trần Văn Thành tại vùng Bảy Thưa, vì yếu thế nghĩa quân phải rút lui. Khi ấy nhằm mùa nước nổi, quân Pháp sau lưng bắn phá rất gấp mà trước mặt thì đế sậy dày đặc, ghe xuồng chống đi không được. Lúc ấy, ông Năm Trèo bỗng nổi lên, rẽ đường giúp cho xuồng ghe theo đó mà trốn thoát. Ông Đình nhớ lại lời thầy mấy năm trước, sợ hãi về trách nhiệm, nên đến chịu tội với thầy. Ngài tỏ ý buồn bã và sau đó trao cho ông Đình một cây mun, một lưới câu và hai cây lao, tất cả đều làm bằng sắt và dặn ông Đình cất giữ để dành trừ con quái vật một khi nó làm hại sinh linh. Thời gian trôi qua, Phật thầy Viên Tịch, bỗng một mùa lụt, xấu trườn lên tại Láng Linh, rước bắt thiên hạ làm náo động cả vùng. Người ta đến báo với ông Đình, ông Đình mang bửu bối tới, nhưng xấu dường như nghe được hơi ông Đình, nên đã biến mất dạng. Từ đó như cút bắt vậy, thế ông Đình vắng thì xấu hiện ra, mà khi ông tới, nó không dám hành động. Biết như vậy, nên mỗi khi xấu làm sóng dậy miền Láng Linh, người ta đồng dập la lên, bớ ông Đình ơi. Ông Năm Trèo dậy, thế cứ nghe câu đó thì xấu chạy ngay đuôi, dẫu gặp mồi ngon trước mặt cũng không dám ở. Đã nhiều phen lui tới vùng Láng Linh để trực bắt quái vật mà không lần nào gặp nó, ông Đình lần sau chót, kêu nói giữa hư không rằng, nếu xấu chưa tới số, thì từ nay nên yên lặng, đừng nổi lên phá hoại xóm làng. Còn như mạng căn đã hết, thì hãy sớm chịu oai trời, đừng để phải phiền ta. Sau ngày ấy, xấu đi đâu mất, có người nói khi Tây bố binh ra nghỉ, nghĩa quân rút lui nhưng vì lúa dày quá thuyền trống không đi, ông Năm Trèo xuất hiện làm lúa dạp một luồng cho thuyền theo đó mà trống. Bộ dụng cụ của ông Đình Tây hiện đang được lưu giữ mà theo truyền thuyết, khi ông Năm Trèo trở mình, chỉ người nào đức hạnh, đạo cao mới có thể dùng chúng để bắt ông Năm Trèo. Cảm ơn cả nhà theo dõi video này, nếu video hay và hữu ích hãy ấn nút đăng ký kênh và like theo dõi nhiều video mới nhé.